Chào mừng các bạn đã đến kênh Duy Thương Food. Hôm nay sẽ là một món chay nha các bạn. Đây là món sườn chay chiên sả ớt. Và để cho món sườn chay này thêm hấp dẫn á, mình đã cho cái lỗi sả vào bên trong á để giả thành miếng sườn mặn á, nhìn cho nó hấp dẫn và bắt mắt hơn các bạn. Cũng như để mình chiên lên á, miếng sườn nó sẽ thơm thịt sả từ bên trong luôn, nó không nghe mùi bột. Đây tuy là món chay nhưng mà nó cũng hấp dẫn và hao cơm không kém món mặn đâu nha các bạn. Các bạn có thể chế biến cho cả nhà mình cùng thưởng thức trong những ngày chay nè, hoặc là những ngày ngán thịt cá đó, mình cũng có thể làm để đổi bữa cho gia đình á. Nếu bạn nào thích món này xin mời cùng mình vào bếp thực hiện nha. Và đây là sườn chay, mình sử dụng là 100g các bạn. Và mình cho nước vào mình ngâm cho nở mềm nha. Chế sườn chay này mình cứ ngâm nước bình thường, không cần nước ấm gì cả. Khoảng từ 1 giờ là sườn nó sẽ nở mềm thôi. Và trong cái thời gian ngâm ở phần sườn này, mình sẽ giới thiệu với các bạn những phần nguyên liệu còn lại nha. Đây mình sử dụng khoảng nửa chén sả băm nè. Sả mình băm cái phần non á, còn cái phần mà các bạn chừa lại, cái phần lỗi trên á, để mình một lát nữa mình ghim vào cái phần sườn mình đã ngâm rồi á, để giả thành sườn mặn, cũng như để cho nó thơm hơn. Ớt mình sử dụng khoảng 1 muỗng canh, mình cũng đã băm nhuyễn rồi, phần ớt hay là cay á. Nếu có gia đình mình không thích ăn cay, các bạn có thể chọn loại ớt không cay nha. Đây là 1 muỗng canh tỏi băm nè. Nếu mà nấu món thuần chay các bạn có thể dùng hành bơ rô á, hoặc là bỏ qua mình không dùng tỏi cũng được. Phần sườn này mình ngâm cũng được 1 giờ rồi các bạn, nó đã nở mềm hết rồi nè. Là mình sẽ vắt nước và mình xả lại nha. Các bạn bóp cho hơi kỹ tí để mà nó không có hôi cái mùi bột ở bên trong á. Mình vắt một lần rồi mình xả qua một lần. Vậy miếng sườn nó sẽ không bị hôi. Mình vắt rồi nè, mình cho vào một cái thau nước khác để mình xả lại một lần nữa. Xả qua lần thứ hai thì mình sẽ vắt nước kỹ hơn. Mình vắt xong hết rồi mình sẽ đi cắt cái phần sườn này luôn. Tùy các bạn thích cái miếng sườn lớn nhỏ, mình có thể cắt làm đôi hoặc làm tư nha. Mình chỉ cắt làm đôi thôi. Mình cắt xong cái phần sả mình đã chuẩn bị, mình chừa lại lúc nãy á, mình sẽ ghim vào giữa miếng sườn vậy nè. Nếu mà phần sả nó có dư dài quá á, các bạn cắt bớt để cho nó gọn hơn. Nhìn rất là giống sườn heo luôn các bạn. Và cứ vậy mình làm cho hết cái phần còn lại nha. Chuẩn bị xong mình sẽ đem chiên cái phần sườn này luôn. Mình sẽ chiên ngập dầu nên mình cho hơi nhiều dầu một tí. Và chờ dầu nóng các bạn mới cho phần sườn này vào chiên nha. Chờ dầu nóng các bạn cho sườn vào chiên nha. Và mình chiên với lửa trung bình. Chiên đến khi mà miếng sườn nó cứng lại và nó vàng đều hết là được.
Phần sườn này chiên xong á, để thuận tiện hơn á, thì mình sẽ pha trước cái phần nước sốt. Mình sử dụng 2 muỗng canh đường nè. Nửa muỗng canh hạt nêm chay. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Và 2 muỗng canh nước mắm chay. Thêm 1 muỗng canh tương ớt để cho cái màu sốt nó đẹp đó các bạn. Và mình sử dụng khoảng 5 muỗng canh nước lọc. Các bạn cho vào đây mình khuấy đều lên là được. Tiếp tục mình bắt cái chảo lên và cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho 1 muỗng canh tỏi băm vào phi thơm. Đảo cho phần tỏi này vừa thơm lên á, mình cho 1 muỗng canh ớt nè. Ớt băm mình cho vào. Cho vào mình đảo sơ cho nó lên màu, xong mình cho luôn cái phần sả, nửa chén sả mình đã băm sẵn rồi đó. Cho hết sả vào mình đảo cho phần sả nẻ săn lại cho nó thơm lên. Là các bạn sẽ cho cái phần nước sốt mình đã chuẩn bị vào đây. Cho nước sốt vào rồi á, các bạn nấu cho sôi lên. Rồi mình sẽ giảm lửa riu riu nha. Mình nấu khoảng 4-5 phút để cho cái phần nước này nó sánh lại. Rồi mình mới cho cái phần sườn đã chiên vào đây. Lưu ý là các bạn phải nấu cho phần này nó sánh lại nha. Mình mới cho phần sườn vào. Các bạn cho vào sớm quá phần sườn dễ bị mềm lắm. Mình nấu cho nó sánh kẹo á, mình cho vào rồi cái phần sốt này nó chỉ áo bên ngoài thôi. Do cái phần sườn mình là bột á, các bạn cho sớm quá cái nước này nó còn loãng á, nó thấm vào nó làm bị nhũng miếng sườn, nó sẽ không ngon, nó không còn giòn nữa. Sau khi mình nấu rửa nhỏ gần 5 phút rồi nè, nó đã sánh lại rồi nè các bạn, vậy là được rồi nè. Và tiếp tục mình sẽ cho hết cái phần sườn mình đã chiên lúc nãy vào đây. Cho sườn vào rồi các bạn nhớ giảm lửa nhỏ thôi nha. Và mình trở mặt thường xuyên á, để cho cái phần sả ớt nè và cái nước sốt á, nó áo đều lên miếng sườn là được. Nó áo đều lên miếng sườn và phần nước sốt nó cạn hết luôn là mình có thể tắt bếp được rồi các bạn. Vậy là được rồi nè các bạn, mình thể tắt bếp mình dọn ra mình mời gia đình mình dùng cơm được rồi đó. Vậy là món sườn chay chiên sả ớt của mình đã dọn ra rồi nè các bạn. Món này rất là hao cơm luôn á. Miếng sườn bên ngoài rất là thơm luôn, nó hơi giòn giòn bên ngoài nè, bên trong nó mềm nhưng không hề dai. Nhưng do nhờ mình có cho cái lỗi sả vào trong á, miếng sườn nó sẽ thơm từ bên trong luôn, nó thơm sả lắm các bạn. Và vị cũng rất là vừa ăn luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.